Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá tối ngày 12 tháng 6 của Game Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, hãy dành một giây like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Ngay sau đây sẽ là những tin tức chính trong bản tin ngày hôm nay. Kể từ sau khi mua lại Inter Miami vào năm 2018, cựu danh thủ David Beckham đã nuôi giấc mơ đưa những siêu sao thực sự đến giải MLS tại Mỹ thi đấu. Trong một diễn biến mới nhất, Beckham đã thành công khi đưa Messi gia nhập đội hình của Inter Miami. Đây chắc chắn là bước tiến lớn giúp đội bóng của cựu tiền thủ Anh được biết đến nhiều hơn. Sau thương vụ của Messi kết thúc, Inter Miami cũng đang nhắm đến các cầu thủ đẳng cấp khác để sánh vai cùng Messi là Basque, Suarez và Alba. Theo Tai Chi Sports, cựu bộ ba của Barca đều nằm trong tầm ngắm của Beckham và ông đang xem xét đưa họ về cùng thi đấu với Messi, giúp Inter Miami tạo ra một đội hình cực mạnh, sẵn sàng thách thức danh hiệu mùa giải tới. Khi sở hữu ba cựu cầu thủ của Barca nêu trên cùng với Messi, Inter Miami sẽ có một đội hình cực mạnh, trong đó Messi nhiều khả năng sẽ chơi ở trung tâm, vị trí số 10, với hệ thống 4-2-3-1 mà Inter Miami hiện đang sử dụng. Đây được xem là cách tốt nhất để sử dụng cùng với Lionel Messi trên sân. Inter Miami hiện đang đứng cuối bảng MLS, nhưng họ vẫn còn một nửa mùa giải và cơ hội vươn lên là rất lớn, nhất là khi họ có một siêu sao đẳng cấp như Messi trong đội. Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola lần đầu tiên lên ngôi vô địch Champions League với chiến thắng 1-0 trước Inter Milan ở Istanbul. Tuy nhiên, Kevin De Bruyne chỉ thi đấu được 30 phút và phải nhường chỗ cho Phil Foden. Cầu thủ người Bỉ dính chấn thương trong 2 tháng qua và đã phải chịu đựng một số chấn thương nhỏ khác. Điều này được chính De Bruyne tiết lộ sau trận chung kết Champions League. Giờ đây tình hình của ngôi sao sinh năm 1991 thậm chí nghiêm trọng hơn. Gân khuèo của cầu thủ này đã bị rách và nó để lại cho Man City hậu quả nặng nề. Tờ Telegraph đưa tin rằng mức độ nghiêm trọng của vết rách gân khuèo của De Bruyne đồng nghĩa với việc anh có thể phải ngồi ngoài 3 tháng. Điều đó có nghĩa là De Bruyne sẽ phải bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải tới cũng như toàn bộ giai đoạn tiền mùa giải. Như vậy Pep Guardiola phải tính đến phương án thay thế De Bruyne cho đầu mùa giải tới. Điều này càng khó khăn trong bối cảnh Ilkay Gundogan nhiều khả năng rời Man City để đến Barcelona mùa hè này. Thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola bỏ túi 180 triệu bảng nhờ đăng quang tại Premier League, 110 triệu bảng ở Champions League và 4 triệu bảng ở FA Cup. Trước đó, truyền thông Anh cho biết Erling Haaland, chân sút chủ lực của Man City mùa vừa qua, sẽ nhận gần 5 triệu bảng tiền thưởng khi cùng The Citizen giành cú ăn 3. Telegraph nhận định với số tiền thưởng khổng lồ, Man City sẽ tiếp tục mua sắm mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng hè này để nâng cấp đội hình. The Citizen cũng sẽ tìm cách cải thiện ngân sách chuyển nhượng bằng việc thanh lý những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch. Với thành tích vô địch Champions League mùa giải 2022-2023, Man City sẽ chơi trận tranh siêu cúp châu Âu mùa tới vào ngày 16 tháng 8 tại thành phố Athens của Hy Lạp. Đối thủ của họ là Sevilla, đội vô địch Europa League mùa này. Đến cuối năm, Man City tham dự FIFA Club World Cup 2023. Giải đấu được tổ chức tại Ả Rập Xê Út từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 12. BoomScore App nhận định bóng đá hàng đầu Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia với những dự đoán có tỷ lệ chính xác cao, cập nhật nhanh nhất tin tức hot, lịch thi đấu, tỷ số của tất cả các giải đấu. Thông tin trận đấu chi tiết, phong độ gần đây, thành tích đối đầu và diễn biến trận đấu. Tải app để trải nghiệm ngay. Theo Loquid, tờ báo uy tín bậc nhất nước Pháp thì Paris Saint-Germain đã ở rất gần với chữ ký của tiền đạo người Bồ Đào Nha Bernardo Silva cho thương vụ chuyển nhượng của anh đến đội chủ sân công viên Quốc Hoàng Tử. Cụ thể, cả hai được xem là khá hợp ý nhau trong thương vụ này. Phía đội bóng thủ đô Paris vừa chia tay với Lionel Messi và cần tìm một tiền đạo đủ khéo léo và cả đẳng cấp để thay thế siêu sao người Argentina trên hàng công của mình trước khi mùa giải mới chính thức khai màn. Còn với Bernardo Silva, việc mới đây nhất anh đã cùng với thầy Pep và các đồng đội tại Man City nâng cao chiếc cúp vô địch UEFA Champions League sau chiến thắng 1-0 trong trận chung kết với Inter Milan, được xem là đã vô cùng mỹ mãn cho khoảng thời gian mà anh khoác trên mình bộ áo xanh của thành Manchester. Theo Loquid, thì một số lý do khác khiến tuyển thủ Bồ Đào Nha tỏ ra thích thú với Paris Saint-Germain là bởi tiền đạo tuyển Pháp Kylian Mbappe, người đồng đội cũ của anh ở AS Monaco. Cầu thủ người Bồ Đào Nha còn 2 năm hợp đồng với đội chủ sân Etihad. Mùa giải này Silva chơi rất nổi bật và là nhân tố chính trong thành công của Man City, luôn đóng góp tích cực trong lối chơi của Pep Guardiola mỗi khi góp mặt trên sân và cả trong lẫn ngoài phòng thay đồ. Có lẽ quyết định sẽ sớm được đưa ra và một bản hợp đồng được ký ngay sau đó là hoàn toàn dễ hiểu trong thương vụ Bernardo Silva đến với Paris Saint-Germain mùa hè này. Al-Ettifaq, một đội bóng đang chơi ở giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út mới đây đã gửi lời đề nghị đến Steven Gerrard. Nếu đến Ả Rập Xê Út, huyền thoại Liverpool sẽ nhận được mức đãi ngộ hậu hĩnh. Tuy nhiên, Gerrard không được làm việc trong một môi trường khắc nghiệt ở đẳng cấp cao nên khó phát triển sự nghiệp huấn luyện hơn. Đó có thể là lý do khiến anh chần chừ dù chưa có việc làm sau khi chia tay Aston Villa. Sự nghiệp cầm quân của Gerrard phát triển không lâu sau khi giải nghệ anh dẫn dắt đội U18 Liverpool rồi chuyển sang làm huấn luyện viên trưởng Rangers. Ở mùa giải 2020-2021, Gerrard
cùng với đội bóng giành chức vô địch quốc gia Scotland sau 10 năm chờ đợi. Rangers cũng chấm dứt chuỗi thống trị kéo dài 9 mùa giải của Celtic. An Etifak là một đội bóng tầm trung ở giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Ở mùa giải 2022-2023, họ cán đích ở vị trí thứ 7. Họ từng hai lần lên ngôi vương ở giải đấu này, nhưng chuyện đó đã diễn ra từ rất lâu, ở mùa giải 1982-1983 và 1986-1987. Thời điểm này, Ả Rập Xê Út tích cực làm hình ảnh cho nền bóng đá thông qua việc giải thảm mời những ngôi sao. Ở mùa giải vừa qua, Everton đã chơi tệ và suýt chút nữa đã xuống hạng. Và thời điểm này, theo báo cáo của Daily Mail, The Toffees đang gặp những khó khăn về mặt tài chính và Amadou Onana là cầu thủ giá trị mà họ sẽ buộc phải bán trong thời gian tới. Huấn luyện viên Eddie Howe của Newcastle đang tìm cách gia cố khu trung tuyến và được cho là đã quan tâm đến Onana. Bên cạnh đó, Chelsea cũng để mắt đến tiền vệ người Bỉ gốc Senegal trong một thời gian dài và sẵn sàng chiêu mộ anh nếu Mason Mount ra đi. Trong quá khứ, khi Arsenal hỏi mua cầu thủ này, Everton đã yêu cầu mức phí 60 triệu bảng. Tuy nhiên, với thành tích đi xuống của Everton trong vài năm qua, các chuyên gia dự đoán họ chỉ thu được một nửa số tiền đó nếu bán Onana. Onana là mẫu tiền vệ có thể hình và không ngại tranh chấp. Tiền vệ Alex Iwobi của Everton khen ngợi cầu thủ này có tiềm năng đáng kinh ngạc. Ở tuổi 21, chắc chắn Onana sẽ còn cải thiện được những kỹ năng của mình nếu đến một môi trường phù hợp. Bản tin bóng đá ngày 12 tháng 6 của chúng tôi đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bunscore app nhận định bóng đá hàng đầu Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia với những dự đoán có tỷ lệ chính xác cao, cập nhật nhanh nhất tin tức hot, lịch thi đấu, tỷ số của tất cả các giải đấu, thông tin trận đấu chi tiết, phong độ gần đây, thành tích đối đầu và diễn biến trận đấu. Tải app để trải nghiệm ngay. Hiện bóng đá kết nối niềm đam mê túc cầu.